Trước một số thông tin cho rằng từ ngày 1 tháng 6 sẽ ngừng bán xăng A92 để chuyển sang bán xăng sinh học E5 tại 8 địa phương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương cho biết không hề có chuyện này. Theo đó thì ngày 1 tháng 6 tới chỉ là thời điểm triển khai bán xăng sinh học E5 rộng rãi trên cả nước. Tuy nhiên không có chuyện bán xăng E5 thì ngừng bán xăng RON92. Thay vào đó thì mỗi cây xăng sẽ phải có một trụ bơm xăng E5 để người dân có quyền lựa chọn đổ loại xăng nào. Xăng sinh học E5 là loại nhiên liệu có chứa 5% hàm lượng ethanol, tức là cồn sinh học, và 95% thể tích là xăng truyền thống. Loại nhiên liệu này được các nhà khoa học chứng minh là hoàn toàn phù hợp khi sử dụng với các loại động cơ hiện tại, thậm chí còn giúp tăng công suất, giảm tiêu hao nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, giá xăng E5 hiện nay được bán rẻ hơn so với giá xăng RON92. Tại thời điểm hiện tại thì giá xăng sinh học E5 rẻ hơn khoảng 500 đồng so với xăng RON92. Tuy nhiên, người dân vẫn có tâm lý e ngại xăng E5 do sợ hỏng động cơ, thậm chí là cháy nổ phương tiện.